Rồi chúng ta bắt đầu với phần phương trình mũ các bạn nhé. À, phương trình logarit. Bạn ghi nội dung ngày hôm nay. Phương trình logarit. À, chúng ta có nhiều dạng, trong đó chúng ta ghi vào dạng đầu tiên, dạng 1. Đó là dùng định nghĩa. Chúng ta có hai cấu trúc mà các bạn cần ghi nhớ. Cấu trúc thứ nhất là loga cơ số A của B của Fx mà bằng loga cơ số A của Gx. Nếu chúng ta thấy xuất hiện cái dạng như thế này thì nó sẽ tương đương với, các bạn sẽ chọn một trong hai biểu thức, đó là Fx hoặc Gx. Giả sử ở đây thầy chọn Gx lớn hơn không, các bạn nhớ nhé, lớn hơn không, sau đó chúng ta cho Fx bằng Gx. Đây là cấu trúc thứ nhất. Cấu trúc thứ hai là loga cơ số A của Fx bằng B thì sẽ tương đương với Fx bằng A mũ B. Các bạn nhớ đường đi của mũi tên này. A mũ B thì sẽ bằng Fx. Như vậy chúng ta có hai cái cấu trúc để giải quyết những cái bài toán phương trình logarit cơ bản. Thầy xét ví dụ số 1. Giải phương trình loga cơ số 2 của 3x trừ 1 bằng loga cơ số 2 của x cộng 3. Như vậy các bạn nhìn thấy nó giống với cấu trúc số 1. Thì điều này tương đương với, à, các bạn có thể chọn fx hoặc chọn gx lớn hơn không. Ở đây giả sử thầy chọn là x cộng 3 lớn hơn không. Và cho fx bằng gx tức là 3x trừ 1 bằng x cộng 3. Tương đương với, à, cái điều kiện x cộng 3 lớn hơn không này các bạn giải ra cũng được. Còn nếu không chúng ta giữ nguyên từ đầu đến cuối. Theo quan điểm của thầy thì các bạn nên giữ nguyên từ đầu đến cuối. Giải phương trình ở dưới chúng ta được x bằng 2. Sau đó các bạn thử lên trên. Các bạn thấy nó thỏa mãn. Nếu nó thỏa mãn thì nó là nghiệm, còn nó không thỏa mãn thì nó không là nghiệm. Tương đương với x bằng 2. Kết luận, tập nghiệm của phương trình là tập gồm có một phần tử 2. Xét ví dụ số 2. Loga cơ số 2 của x cộng 5 bằng 4. À, các bạn thấy cái ví dụ số 2 này giống với cái cấu trúc số 2 mà thầy đã viết ở phía trên. Đấy, giống với cấu trúc thứ hai mà thầy đã viết ở phía trên.
Vì chúng ta viết tương đương với x cộng 5 bằng 2 mũ 4. X cộng 5 bằng 2 mũ 4 tương đương với x cộng 5 bằng 16 và dẫn đến x bằng 11. Giải phương trình là tìm tập nghiệm, nên chúng ta sẽ kết luận là vậy tập nghiệm S sẽ gồm một giá trị 11. Ở đây các bạn nhận thấy một điều như sau, đó là thầy không đặt điều kiện của biểu thức trong logarit, vì những cái biến đổi ở đây là những biến đổi tương đương. Do đó khi các bạn gặp cấu trúc số 1 hoặc cấu trúc số 2 thì các bạn không cần đặt điều kiện của biểu thức trong logarit. Vậy chúng ta chú thích ở đây là không đặt điều kiện. Và ở đây cũng không cần đặt điều kiện. Và đây là hai cái trường hợp hiếm hoi khi các bạn giải phương trình logarit mà không cần đặt điều kiện. Chúng ta xét sang ví dụ số 3. Giải phương trình loga cơ số 2 của x cộng loga cơ số 2 của x cộng 3 bằng loga cơ số 2 của 4. Công thức mà chúng ta sẽ áp dụng ở đây đó là gì? Loga cơ số A của x cộng loga cơ số A của y sẽ bằng loga cơ số A của x nhân y. Một cái điều mà thầy nhấn mạnh với các bạn là khi các bạn áp dụng công thức này thì ngay ở phía dưới các bạn phải dùng dấu suy ra. Đấy, khi áp dụng công thức này thì ngay lập tức các bạn phải dùng dấu suy ra. Và sau cái dấu suy ra này thì chúng ta phải có một hành động là thử lại điều kiện. Hoặc thử lại nhé. Vì khi chúng ta dùng dấu suy ra ấy, thì tập nghiệm có thể bị thay đổi. Do tập nghiệm có thể thay đổi nên chúng ta cần phải có một hành động đó là thử lại. Rồi bây giờ với cái chú thích như thế này thì chúng ta sẽ thấy bài toán cần phải đặt điều kiện như sau. Điều kiện: biểu thức trong logarit lớn hơn 0, vậy x lớn hơn 0. Biểu thức trong logarit là x cộng 3 lớn hơn 0. Điều kiện này tương đối đơn giản nên chúng ta có thể giải được, đó là x lớn hơn 0. Đặt đây là phương trình 1. Từ phương trình 1, thầy áp dụng công thức là tổng các logarit thành logarit của tích. Do đó thầy dùng dấu suy ra. Khi chúng ta dùng dấu suy ra thì tập nghiệm của phương trình có thể bị thay đổi. Thường là tập nghiệm nó phình to lên, xuất hiện những nghiệm ngoại lai, nên chúng ta phải có hành động thử lại nghiệm các bạn nhé. Rồi áp dụng công thức tổng các loga thành loga của tích thì nó sẽ trở thành là loga cơ số 2 của x nhân x cộng 3 bằng loga cơ số 2 của 4. Đến đây các bạn thấy là loga cơ số 2 giống nhau này. Do đó biểu thức trong logarit phải giống nhau. Thì các bạn nhìn cái cấu trúc chúng ta vừa học, đây chính là F, đây chính là G. Thì cấu trúc của đó sẽ là F bằng G. F lớn hơn 0 hoặc G lớn hơn 0. Ở đây thầy cho G lớn hơn 0. Thì các bạn thấy G lớn hơn 0 ấy, nó đã thỏa mãn rồi, nên chúng ta không cần viết nữa. Do đó chúng ta chỉ cần viết là F bằng G thôi. Đó là x nhân x cộng 3 bằng 4 tương đương với x bình cộng 3x trừ 4 bằng 0.
và tương đương với x bằng 1 hoặc x bằng âm 4. Bây giờ chúng ta thử lại điều kiện. Ở đây thì chúng ta thử lại có hai vị trí các bạn thử lại. Thứ nhất là các bạn thử lại vào điều kiện. Và cái thứ hai là các bạn thử vào phương trình. Các bạn nhớ nhé, thử Em lại. hỏi được không? Em hỏi đi. Em thầy, 4 này từ Noga 24 xuống ạ. Đây em, cái cấu trúc của nó là em nhìn lại cấu trúc trên đầu nhé. Đây này, loga cơ số 2 cơ số A của F bằng loga cơ số A của G thì F bằng G này. Thì đây, loga cơ số 2 của 4 ở đây thầy hạ xuống đây nhé, em nhìn thấy không? Ừ. Thế thì F đây này, G đây này. Vâng. Đồng ý chưa? Rồi ạ. Ok. Rồi thì đến đây các bạn sẽ có hai nơi để thử lại. Một là thử lại vào điều kiện. Hai là thử lại vào phương trình. Thì thử lại vào phương trình nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Tức là khi các bạn thử lại vào phương trình ấy, thì không bao giờ nó bị sai. Còn nếu các bạn thử lại vào điều kiện thì có một số trường hợp nó bị sai. Rồi bây giờ thầy thử lại vào phương trình này thì các bạn thấy là cái số x bằng âm 4 ấy, sẽ bị loại. Vì khi thay âm 4 vào x này thì nó ra dấu số âm đấy. Đấy, sau đó bây giờ thầy thử x bằng 1 thì thầy thấy nó thỏa mãn. Kết luận. Vậy tập nghiệm của phương trình gồm một giá trị. Nhấn mạnh lại cho các bạn đó là hãy tìm cách thử lại vào phương trình nhé. Thì không bao giờ các bạn bị sai. Còn thử lại vào điều kiện các bạn có thể có những trường hợp bị sai đấy. Xét ví dụ số 4. Giải phương trình sau, loga cơ số 2, loga cơ số x của 2 cộng với 2 lần loga cơ số 2x của 4. Bằng loga cơ số căn 2x của 8. Các bạn có thể thấy rằng cái phương trình này nó bắt đầu phức tạp lên. Chúng ta sẽ tìm cách đặt điều kiện cho phương trình này. Quan sát từ trái sang phải, các bạn thấy x nằm ở cơ số. Do đó điều kiện của x sẽ là x lớn hơn 0. X khác 1. Tiếp tục nhìn sang bên phải, các bạn thấy 2x nằm ở cơ số. Do đó 2x lớn hơn 0. 2x khác 1. Căn 2x nằm ở cơ số. Do đó căn 2x phải lớn hơn 0. Và căn 2x khác 1. Giải cái điều kiện này thì các bạn thấy là x lớn hơn 0. Đây này, nhìn vào ba cái thằng màu này này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy x phải lớn hơn 0. X khác 1. Và x khác 1 phần 2. Đặt phương trình đầu là phương trình 1. Nhìn vào cái phương trình 1 này các bạn thấy nó có nhiều cơ số quá. Nhiều cơ số quá. Như vậy chúng ta sẽ tìm cách đưa về một cơ số. Thì các bạn quan sát này, có số 2 này. Có số 4 này. Có số 8 này. Như vậy thầy sẽ đưa nó về cơ số 2 các bạn nhé. Để đưa nó về cơ số 2 thì thầy cần phải dùng công thức đổi cơ số. Thì thầy nhắc lại công thức đổi cơ số cho các bạn xem. Đó là loga cơ số A của B. Bây giờ đổi về cơ số 2 thì sẽ thành là loga cơ số 2 của B
chia loga cơ số 2 của A. Tức là B thì nó sẽ bay lên phía trên, còn A thì nó sẽ rơi xuống phía dưới như các bạn đang thấy. Thì đây được gọi là công thức đổi cơ số. Đấy. Rồi chúng ta cùng nhắc lại công thức đổi cơ số rồi nha. Rồi bây giờ với cái công thức đổi cơ số đó thì phương trình 1 sẽ được biến đổi như sau. Đó là loga cơ số 2 của 2 chia cho loga cơ số 2 của x cộng với 2 nhân với loga cơ số 2 của 4 chia cho loga cơ số 2 của 2x bằng loga cơ số 2 của 8 chia cho loga cơ số 2 của căn 2x Vậy cái hành động đầu tiên này thầy đã làm được điều gì? Đó là thầy đã chuyển hết nó về cơ số 2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách rút gọn. Các bạn nhé, tìm cách rút gọn. Loga cơ số 2 của 2 bằng 1. Chia cho loga cơ số 2 của x. Cộng. Các bạn chú ý đây. Cái loga cơ số 2 của 4 đấy thì nó bằng 2. Loga cơ số 2 của 4 đấy thì nó bằng 2 các bạn nhé, bằng 2. Vậy cái số 2 nhân 2 này nó sẽ ra số 4. Chia cho ở phía dưới là loga của tích, thầy tách thành tổng các loga. Vậy nó sẽ ra là gì? Loga cơ số 2 của 2 cộng loga cơ số 2 của x. Đấy, loga cơ số 2 của 2 cộng loga cơ số 2 của x bằng loga cơ số 2 của 8 thì nó bằng 3 các bạn nhé. Vậy nó sẽ bằng 3 chia cho. Rồi cái dấu căn này này, cái dấu căn này này. Đầu tiên các bạn nhìn cho thầy cái dấu căn này thì nó chính là mũ 1 phần 2. Thì đưa số mũ ra bên ngoài thì thành là 1 phần 2. Loga của tích thì bằng tổng các loga. Loga cơ số 2 của 2 cộng loga cơ số 2 của x. Tương đương với 1 chia cho loga cơ số 2 của x cộng 4 chia cho loga cơ số 2 của 2 bằng 1. Đấy, nó bằng 1 nhé. Cộng loga cơ số 2 của x. Vế bên này bằng chia cho 1 phần 2, tức là nhân số 2 lên tử số. Đó là 6. Chia cho loga cơ số 2 của 2 bằng 1. Cộng với loga cơ số 2 của x. Chỗ này viết hơi dài, nhiều ký tự cho nên thầy sẽ viết chậm để các bạn theo kịp. Quan sát vế phải có 6 phần, vế trái có 4 phần. Vậy khi chúng ta rút gọn thì nó còn 2 phần.
Còn hai phần các bạn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân chéo. Khi chúng ta nhân chéo hai vế này với nhau ấy, thì nó làm thay đổi điều kiện của phương trình. Nó làm thay đổi điều kiện của phương trình, có nghĩa là tập nghiệm có thể thay đổi theo. Vì vậy chúng ta sẽ dùng dấu suy ra. Rồi, thầy vừa nhân chéo hai vế với nhau này. Đây, nhân chéo như thế này các bạn nhé. Đấy. Thì rút gọn phương trình này chúng ta rút ra được. Đây là phương trình cơ bản. Các bạn chú ý cái đường đi của mũi tên là được. À, như vậy, x sẽ bằng 2 mũ 1 bằng 2. Cái số 2 này hoàn toàn thỏa mãn điều kiện cũng như là thỏa mãn phương trình. Đấy, chúng ta ghi là nó thỏa mãn. Kết luận, tập nghiệm của phương trình gồm một giá trị, đó là x bằng 2. Các bạn có thể thấy rằng là cái quá trình giải phương trình logarit ấy, nó là cái quá trình mà chúng ta liên tục vận dụng những cái quy tắc biến đổi logarit, sử dụng các tính chất của logarit để làm việc. Do đó nếu trong những buổi hôm trước mà chúng ta chăm chỉ làm các bài tập về logarit thì sang phần này đầu tiên là Su ơi, con nói nhỏ để bố đang làm việc. Nếu trong buổi hôm trước mà các bạn chăm chỉ luyện tập về logarit thì các bạn sẽ thấy là nghe là mình dễ hiểu hơn và thứ hai là mình có thể tự làm được. Do đó nếu cái phần này các bạn thấy còn hơi mơ hồ thì lời khuyên là hãy quay trở lại, dành thực một chút thời gian làm lại các bài tập về logarit thì các bạn sẽ hiểu được những cái biến đổi ở đây nó được thực hiện như thế nào. Ví dụ ở đây thầy sử dụng công thức là đổi cơ số này, loga của tổng thành tích loga của tích đây, tổng các loga thành loga của tích. Đấy, chúng ta sử dụng những tính chất ví dụ như là loga cơ số 2 của 4 thì chúng ta biết bằng 2 này, loga cơ số 2 của 8 chúng ta biết bằng 3 này, loga cơ số 2 của 2 này thì chúng ta biết nó là 1 này. Thì đây đều là tính chất hết các bạn nhé, tính chất hết. Rồi, như vậy chúng ta đã trình bày xong ví dụ số 4. Thì ở ví dụ số 4 này nó phức tạp hơn những cái ví dụ trên vì nó không ngay lập tức ra cái cấu trúc mà chúng ta cần phải có sự biến đổi. Và trong quá trình biến đổi các bạn nhớ là phải đặt điều kiện để cái phương trình này có nghĩa. Chúng ta xét sang ví dụ số 5, dạng 2, xin lỗi, sang dạng 2. Dạng 2 là chúng ta sẽ dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Chúng ta dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Thầy xét ví dụ số 1. Hãy giải phương trình loga cơ số 5 của x bình phương trừ đi loga cơ số 5 của x trừ 2 bằng 0. Vậy chúng ta giải phương trình khi nào? Đó là các bạn phát hiện ra những cái biểu thức nó giống nhau này. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt ẩn phụ để cái biểu thức đó trở nên đơn giản hơn. Thầy sẽ đặt T bằng loga cơ số 5 của x. Các bạn lưu ý với cái phép đặt này thì T có thể âm, có thể dương. Do đó T không cần đặt điều kiện. Phương trình trở thành T bình phương trừ T trừ 2 bằng 0. Dễ dàng tìm ra được.
T bằng âm 1 và T bằng 2. Với T bằng âm 1, các bạn thay vào phép đặt ban đầu này, thì chúng ta suy ra loga cơ số 5 của x bằng âm 1. Hãy nhìn đường đi của mũi tên. Được không? Đấy, các bạn nhớ đường đi của mũi tên nhé. Thì chúng ta sẽ tương đương với x bằng 5 mũ âm 1. Các bạn có thể để nguyên 5 mũ âm 1 hoặc chuyển thành 1 phần 5 cũng được. Tình huống thứ hai là t bằng 2. Suy ra loga cơ số 5 của x bằng 2. Theo đường đi của mũi tên thì các bạn nhận ra được nghiệm x rồi. Đấy, thì x sẽ bằng 5 mũ 2. Các bạn có thể để nguyên hoặc chuyển thành 25. Kết luận tập nghiệm của phương trình gồm hai giá trị. Đó là 1 phần 5 và 25. Ở đây sẽ có một câu hỏi là tại sao không đặt điều kiện của x? Tại sao không đặt điều kiện của x? Vì cái thằng x này nằm trong cơ số, nằm trong biểu thức loga. Thì do ở đây chúng ta dùng cái phương pháp đặt ẩn phụ, đó là đặt cả t bằng cái biểu thức này. Có nghĩa là chúng ta đã ngầm định là cái logarit này là có nghĩa, là có nghĩa. Các bạn nhé, ngầm định là có nghĩa. Thế còn nếu bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn có thể thêm cho thầy cái bước đặt điều kiện ở đây. Đó là x lớn hơn 0. Nhưng các bạn thấy rõ ràng là cái việc đặt điều kiện này nó không có tác dụng lắm với cái việc giải phương trình. Chúng ta xét ví dụ số 2. Giải phương trình loga cơ số 2 của x bình phương trừ đi 14 loga cơ số 4 của x cộng 3 bằng 0. À, quan sát ở đây các bạn thấy nó có hai cơ số, đó là cơ số 2 và cơ số 4. Các bạn nhớ nhé, quan sát cơ số thì thấy có cơ số 2 và cơ số 4. Do đó chúng ta sẽ tìm cách đưa nó về một cơ số thôi. Với cái lý do như vậy thì thầy sẽ biến đổi tương đương 2 nhân với loga cơ số 2 của x bình phương trừ đi 14. Thầy xin lỗi một phút nhé. Rồi nhân với loga cơ số 2 mũ 2 của x cộng 3 bằng 0. Rồi chúng ta nhắc lại cái công thức ở đây một chút này. Đó là loga cơ số A mũ alpha của B. Bây giờ chúng ta đưa cái số mũ alpha này ra ngoài thì nó sẽ bằng là 1 chia alpha. Nhân với loga cơ số A của B. Đấy, cái công thức mà chúng ta sử dụng ở đây là như thế này các bạn nhé. Thầy đặt đến đây này. Rồi, vậy nó sẽ tương đương với là 2 nhân với loga cơ số 2 của x bình phương. Chúng ta đưa số mũ 2 này ra ngoài thì là chia 2. 14 chia 2 còn 7.
Rồi đến đây chúng ta đặt t bằng log cơ số 2 của x. Phương trình trở thành đó là 2t bình trừ đi 7t cộng 3 bằng 0. Bạn nào bấm hộ thầy cái máy tính xem t bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 3 với 1 phần 2 ạ. À, 3 với 1 phần 2 rồi thầy, cảm ơn. Rồi với t bằng 3, chúng ta suy ra, các bạn lại thay vào cái phép đặt này là loga cơ số 2 của x bằng 3. Các bạn nhớ cho thầy cái đường đi của mũi tên nhé. Đây là cách nhớ rất là đơn giản để giải phương trình logarit. 2 mũ 3 các bạn có thể để bằng 8. Với t bằng 1 phần 2, suy ra loga cơ số 2 của x bằng 1 phần 2. Vậy x sẽ bằng 2 mũ 1 phần 2. Cái này các bạn có thể viết thành là căn bậc 2 của x. Căn bậc 2 của 2. Vậy tập nghiệm sẽ gồm hai giá trị là căn 2 và 8. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là thầy không đặt điều kiện của x vì vì từ đầu đến cuối cái logarit này nó được giữ nguyên, tức là mình không làm thay đổi điều kiện của nó. Do đó chúng ta không cần đặt điều kiện cũng được. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa, ví dụ số 2, ví dụ số 3. Giải phương trình 2 nhân với loga cơ số 2 của x trừ đi 3 nhân với loga cơ số x của 2 trừ 5 bằng 0. Quan sát phương trình này các bạn nhận thấy điều gì? À, các bạn thấy cơ số 2 và cơ số x này. À, x nó là cơ số nên chúng ta nên đặt điều kiện cho nó. Đó là x lớn hơn 0 và x khác 1. Do chúng ta thấy rằng nó có hai cơ số nên chúng ta hãy chuyển nó về một cơ số. Thì cái công thức mà thầy sử dụng ở đây là loga cơ số A của B sẽ bằng 1 chia cho loga cơ số B của A. Hiểu là gì? Nếu chúng ta thay đổi vai trò của cơ số và biểu thức trong loga thì chúng ta sẽ được một biểu thức nghịch đảo. Vậy cái phương trình số 1 này sẽ tương đương với 2 loga cơ số 2 của x trừ đi 3 nhân với 1 chia cho loga cơ số 2 của x trừ 5 bằng 0. Đến đây để cho bài toán trở nên đơn giản hơn thì thầy sẽ đặt t bằng loga cơ số 2 của x. Các bạn quan sát thấy thằng t nó nằm ở mẫu số nhé. Do đó điều kiện ở đây là t khác không. Đấy, đây là một cái điều kiện kèm thêm. Phương trình trở thành hai t trừ 3 chia t trừ 5 bằng 0. Do t khác không nên chúng ta có thể nhân cả hai về với t, chúng ta được 2t bình trừ 5t trừ 3 bằng 0. Phương trình này tương đương với t bằng, Thảo bấm hộ thầy xem bằng bao nhiêu Thảo.
Em mới thấy bằng 3 với cả bằng âm 1 phần 2 ạ. 3 và âm 1 phần 2 rồi, thầy cảm ơn. À, hai cái giá trị này đều khác không các bạn nhé. Với t bằng 3, chúng ta suy ra. Đây chúng ta thay vào cái phép đặt ban đầu này. Đấy. Loga cơ số 2 của x bằng 3. Đường đi của mũi t. X bằng 2 mũ 3 bằng 8. Với t bằng âm 1 phần 2. Suy ra loga cơ số 2 của x bằng âm 1 phần 2. 2 mũ âm 1 phần 2. Thì các bạn có thể viết nó bằng là 1 chia cho căn 2 của x, căn 2 của 2. Thì viết như này thì cái nghiệm nhìn nó đẹp hơn thôi. Như vậy tập nghiệm sẽ gồm những giá trị. Đó là 8 và 1 chia căn 2. Trên đây thầy đã trình bày xong với các bạn một số ví dụ liên quan đến phương trình logarit cơ bản. Thì thầy muốn hỏi các bạn là cái nội dung này các bạn có hiểu được không hoặc có khó quá không? À, thầy hỏi bạn Dương Văn Tú. Dương Văn Tú có hiểu được những nội dung này không? Thầy nó có. Ok, thế theo em thì đánh giá thì giải phương trình logarit, cái mấu chốt của nó ở chỗ nào? Em thấy thầy nè, một chút là đặt điều kiện. Rồi, thứ nhất là đặt điều kiện và thứ hai là chúng ta nhớ được các biến đổi logarit, nhớ được các tính chất của logarit hoặc đơn giản là các công thức đổi cơ số của logarit. Các bạn thấy ở bài nào thì thầy cũng nhận xét về cơ số và về nguyên tắc là các bạn phải đưa nó về một cơ số các bạn nhé. Tờ bài tập của các bạn sẽ có nhiều bài, trong đó thì thầy sẽ copy cái phần thứ nhất trước để các bạn làm. Đó là dùng định nghĩa. Tờ bài tập trọn vẹn thì thầy sẽ gửi qua Zalo cho các bạn nhé. Rồi trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được dạng số 1, đó là dùng định nghĩa để làm việc. Thầy ơi. Ơi. Thầy dịch lên tí cho em chụp lại cái kia tí. Đây được chưa? Ngân đúng không? Vâng. Vâng. Nhìn thấy chưa? Xong rồi thầy ạ. Ờ ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm các bài tập ở dạng 1 dùng định nghĩa. Bài số 1, bài số 2, bài số 3, độ khó tăng dần. Các bạn nhớ nha, độ khó tăng dần. Do đó các bạn hãy làm trọn vẹn bài số 1, sau đó làm sang bài số 2 đến bài số 3 và bài cái phần đặt ẩn phụ làm sau. Lưu ý ở đây cho các bạn là gì? Đó là các bạn hãy nhận xét về cơ số. Và hãy tìm cách đưa về một cơ số. Các bạn nhé, tìm cách đưa về một cơ số. Rồi, chúng ta cùng làm bài tập. Trong quá trình làm bài tập, nếu các bạn thấy ở cái câu nào nó khó hoặc nó phức tạp, thì các bạn có thể bật mic lên hỏi thầy, thầy sẽ hướng dẫn nhé. À, thầy sẽ gửi cái tờ bài tập đầy đủ vào cái nhóm lớp, nhóm Zalo của mình. Thế thì các bạn có thể bật cái file đấy lên để các bạn làm việc cho nó dễ. Còn bạn nào mà chưa muốn bật Zalo lên thì thầy để ở trên màn hình để các bạn cùng nhau làm. Ở đây có một chú ý thứ hai. Ở cái phần B này nó là cơ số 10 các bạn nhé.
Năm trước có một anh lớp 12, anh bảo thầy ra đề sai, viết loga không có cơ số. Đấy, nó bảo là ở đây không có cơ số là đề sai. Nhưng các bạn phải nhớ là loga cơ số 10 ấy, thì chúng ta không cần viết cơ số. Gọi là loga thập phân. Thầy xin phép 1-2 phút nhé. Các bạn ngồi làm bài tập. Tương ơi!
Lên đây Vũ Bảo, lên đây. Con gọi cho em đi, bố bảo em đi, bảo chú Hà để về quê. Kiều Vân Anh làm ổn không Vân Anh? Dạ. Làm ổn không? Cũng được ạ. Ừ, thì chụp một bài để thầy kiểm tra nào. Chụp một bài gửi qua Zalo cho thầy. Vâng. Ừ. Ơ nhưng mà em chưa làm được. Chưa làm xong. Thì em làm xong em chụp gửi cho. Ừ. Nguyễn Trung Nam chụp ảnh một bài gửi cho thầy nào. Thầy cho em tí ạ. Ừ. Chu Thị Hằng chụp một bài gửi cho thầy nào. Thầy cho em một xíu ạ. Ừ. Cái này, cái phần logo này thầy nói với các bạn, nó viết buồn cười lắm. Nên là các bạn sẽ rất dễ bị sai, nên thầy cần phải sửa cho các bạn ngay từ những cái phần đầu tiên này. Nên các bạn chịu khó chụp ảnh gửi cho thầy, thầy sửa cho. Đặng Thu chụp ảnh gửi cho thầy nhé. Các bạn gửi vào trong nhóm lớp nhé. Gửi vào trong nhóm lớp đi. Rồi đây là bài của Trung Nam này. Úi dồi ôi, Nam mày chụp ảnh mờ thế. Rồi ở đây em lựa chọn là cái x trừ 3 lớn hơn 0 là rất là tốt vì nó đơn giản hơn. Ở đây thiếu nha Nam nhé. Đó là x trừ 3 lớn hơn 0. Đấy. Thì tương đương với x bằng 5. Nam nhớ chưa Nam? Vâng ạ. Ok.
Rồi, thầy nhận được bài của Hằng rồi này. Thầy ơi, cho em xin nghỉ trưa ạ. Ừ, ok. Alo, Hằng ơi. Hằng. Dạ. Ôi rồi, sai rồi. Em chụp bài 2 cho thầy mà sao thầy cắt bài 1 cho thầy? Thì bài 1 sai thì thầy mới phải sửa cho mày đây. Em không được viết thế này đâu nhá, số 1/2 không được viết này đâu mà em phải đưa số 1/2 vào đây này. Đưa số 1/2 vào đây này. Đấy, như vậy nó như thế này này. Vậy là nó sẽ tương đương nhá. Ôi, trình bày lại nhá, thầy trình bày lại phần A này cho. Loga cơ số 2. Loga cơ số 4 của x cộng 2 bằng loga cơ số 2 của x. Thì đầu tiên em đặt điều kiện cho nó xác định nhá. Đó là x cộng 2 lớn hơn 0 và x lớn hơn 0 dẫn đến điều kiện là x lớn hơn 0. Từ cái phương trình này em sẽ biến thành là loga cơ số 2. Thì cái số mũ đưa ra ngoài đúng không nào? Đấy. Nó bằng với loga cơ số 2 của x. Thì từ đây em sẽ tương đương với loga cơ số 2 của x cộng 2. Em nhân số 2 sang bên phải. Rồi đưa số mũ này vào trong. Chỗ này em dùng dấu suy ra nhé. Khi em dùng dấu suy ra tẹo nữa chúng ta sẽ phải thử lại nghiệm. Rồi, đến đây thì em lại dùng dấu tương đương. Đó là x cộng 2 bằng x bình. Đồng thời, x bình hoặc x cộng 2 lớn hơn 0. Đấy, từ đây em tiếp tục tìm ra x này. Hằng nhìn ra chưa hả Hằng? Rồi ạ. Ừ, đấy, ở trên sai nên thầy phải sửa ngay nhá. Rồi, còn cái phương trình ở dưới thì em dùng dấu tương đương nhé. Rồi bài của Huy này. Rồi bài của Huy làm rất tốt Huy nhé. Rồi, bài của Huy làm rất tốt nha. Ở đây Huy phải ngoắc thêm một cái ngoắc nữa là x lớn hơn 0 Huy nha. Thì khi đấy em mới loại được cái giá trị này. Ok rồi. À, các bạn ơi, cho thầy xin phép một chút, đó là sáng nay ở trên quê nhà thầy có cỗ ấy, mà thầy lại là trưởng. Thế nên là thầy cần phải về sớm một chút để chuẩn bị. Thế thì hôm nay xin phép các bạn là thầy nghỉ sớm một chút các bạn nhé. Thế cái tờ bài tập này thì các bạn hoàn thiện cho thầy bài tập số 1 và bài tập số 2, đó là dạng 1 là dạng cơ bản và dạng 2 là dạng đặt ẩn phụ. Thì trong buổi hôm tới thì thầy sẽ chữa các bài tập mà các bạn chưa làm được. Thì trong các cái bài tập mà các bạn chưa làm được thì các bạn đánh dấu lại để buổi hôm sau chúng ta chữa. Và yêu cầu là các bạn hãy dành nhiều thời gian để giải quyết cái phần bài tập này cho nó thật quen. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, video và bài thầy sẽ gửi sau các bạn nhé. Thầy chào cả lớp nha.